Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Tiếp tục trong video giới thiệu các sản phẩm hôm nay thì em về thêm được là hai cặp loa PS 15 kiểu dáng Nexo PS 15 R1 và giá thì em bán báo cáo các bác là rẻ luôn, giá rẻ như là loa gióng tại Việt Nam, mặc dù đây là loa xịn. Đấy. Đây là một thương hiệu loa đến từ Trung Quốc, ăn theo cái mẫu form của châu Âu. Đấy. Ăn theo cái mẫu form của loa châu Âu. Đấy. Mẫu này thì các bác nhìn là biết rồi. Con này ăn theo form của Nexo PS 15. Và cái thương hiệu của nó là đây. Dynmax. Thấy chưa? D I G M E X Dynmax Professional Power. Professional Audio. Đấy là cái đây loa này. Đấy, thùng làm các cái rất là giống xịn. Con này xem nào, lưới không biết là kiểu gì đây. Lưới này để em xem. À, có bắt ốc đây, có bắt ốc đây. Đấy. Loa 40 nhá, về được hai cặp Dynmax. Cái này thiết kế rất là giống Nexo, ở dưới này có dây này, có cái thanh dây này, lỗ cọc này. Đấy. Bên cạnh có tay sách này. Ở trên nóc cũng có thanh dây này. Đấy. Quay tối quá nhỉ, nhìn nó không được rõ nét. Ok, thì bây giờ em sẽ cho các bác xem cái mặt sau của loa nhá. Đây là Dynmax luôn này. Thương hiệu đến từ Trung Quốc nhá. Dynmax PS 15. Đấy, cái này thì em về theo nô của nó là con này thì series của nó là 00 1318. Đấy, 00 1318. Cái này thì cái này thì em không nhớ, vừa xem đây là 00 1317, cái này là 00 1316 và đây là 00 1314. À, thiếu mất con 00 1315. Đấy, về series gần như liền kề hết từ đống luôn. Không linh tinh liên thuyền nữa nhá. Thì mình sẽ mở cái loa này ra để cho các bác xem. Đây, cái logo của nó thì nó đây, Dynmax tem màu xanh đây. Đấy. Cái này là dòng tiền thân của DMX nhá. Cái dòng này là tiền thân của DMX. DMX. Đấy, tiền thân của DMX. Nếu mà nói mà các bác nào còn hiểu biết chuyên môn còn cao hơn em thì em xin phép nhận lỗi trước. Còn nếu như các bác nào không biết thì em xin nói luôn. Cái loa này về là anh em sẽ cậy cái logo này ra. Hàng này nó gần giống Nexo. Anh em sẽ dán cái chữ tem Nexo vào đây. Xong đằng sau thì vẫn cứ giữ nguyên như thế, hoặc là tẩy hết chữ Dynmax đi. Xong lại dán thêm cái tem, hoặc là in chữ Dynmax thay chữ Dynmax đi. Dán hoặc in cái logo Nexo xong là có chữ 15 to đùng ở đây. Xong là nói là hàng này là bãi của Pháp, thế này thế kia. Em chịu ui. Buôn thật bán thật thôi chứ không buôn áo được. Nhiều các bác buôn hàng nói như thánh ấy. Nói thật, nhiều các bác buôn hàng này nói như thánh ấy. Đồ của em như nào thì nói luôn. Con này thì được cái là chất lượng nhá. Bát từ không to lắm, từ 19 của 16 và tép là từ 17 của 16, được cái dây nhôm. Tép này, cây con này là tép là dây nhôm, tức là dây nhôm dẹt. Là tiếng rất là hay luôn. Không linh tinh nữa, bây giờ tháo ra nhá. Buôn bốc sản phẩm ra, mời các bác cùng xem. Hôm nay về Hưng Yên một ngày trời tối hơi bị sớm. Đấy. Cậy tem này ra xong dán chữ Nexo vào đây thì nói là Nexo đấy. Bên em thì buôn thật mà thật, không nói điêu đâu. Về sau nó quay luôn thế nhá. Chứ không thần điêu để hiệp đâu. Em bán thật lắm, nên là em nãy em ăn rất là mỏng thôi. Đôi loa hơn chục triệu, nãy được có mấy triệu thôi. Là tốt lắm rồi. Và có khi đôi loa hơn chục triệu, nãy một hàng triệu thôi. Đấy. Coi như là ăn lãi ngân hàng. Còn những đôi loa nó chỉ vài triệu thôi thì cũng chỉ lãi vài trăm thôi, không lãi đến tiền triệu. Đấy. Bán thì để lấy khách đã, chứ không cần ăn dày. Ăn dày là phải làm hàng hãng cơ, hàng mới nhập khẩu cơ thì ăn được dày. Còn hàng bã thì ăn mỏng tí thôi. Cơ bản là muốn hàng nó quay vòng nhanh chứ. Hôm trước nó có đôi xúc đậu đây này, thì lại cho anh em đi làm và tiệc cưới họ mượn để đánh thử đã, đánh thử xem được mới đấy. À, em một người quen em cho đánh thử, nghe ok cảm thấy được thì lấy, còn không được thôi để lại. À, không sao cả, bán hàng nó phải như thế với những người quen. Của những người không quen là nợ của em 500 một triệu hơi bị khó luôn nhé, không có nợ được đâu. Ok nhá, thì bây giờ em sẽ mở ra mời bác cùng xem nhá. Đây nha các bác xem nhá. Dynmax được chưa? DIGMEX Dynmax, tiền thân của DMX DMX. Nói chung là chịu tìm tòi học hỏi thì có ra được nhiều cái hay lắm.
Đây là trên nóc của nó này, có dây chạy trên nóc này. Hiện tại tầm này cũng vào gần 6 giờ tối rồi nhá. Thì em quay quay luôn, nên là nếu mà định tháo hết loa ra thì tối lắm không quay được. Em phải chờ ngày mai cơ. Nên là vội em tháo trước ra một chiếc. Con này là bát đây. Bát con này là từ 19, không phải từ 17, con này từ 19. Đấy. Tép đây là con này cũng dạng là từ 17, rất là to nhá. Thì em sẽ mở luôn côn tép ra này. Ốp nhựa được chưa? Tép này nhá, riêng cái tép mà có kiểu là như thế này là tép của JB. JB mà đời gì đó em quên mất cái mã rồi, đáng lẽ phải tìm thông tin xong đọc luôn cái thẻ các bác mới này cơ, nhưng mà thôi vội không tiện lắm. Cái thùng này mở ra bên trong mùi nó rất là thơm nhé. Đây phân tầm bên trong này, quay tối không biết các bác nhìn cái gì không, dùng iPhone 6s quay nó củi lắm. Đấy, ngửi cái mùi bên trong thùng nó cứ thơm thơm, kiểu giống như là cái giống như kiểu cái mùi của cái dòng TV ấy, TV SP2TI mà hôm nào em có giới thiệu ấy. Đấy, đây là côn nó tép này, các bác nhìn cái côn của nó côn nó kiểu màu nó rất là lạ này, thấy chưa? Đây nha, và côn của nó là côn dây dẹt, dây nhôm dẹt, được chưa? Ngoài tối không biết là các bác nhìn thấy gì không. Đây là cái phần cối tép của nó, của nó bằng kim loại này. Đấy, còn thép đây, đây là cối nhôm nhá, cốt nhôm, cối nhôm nhá, nên là được cái tiếng tiếng nở tiếng tép này rất là hay. Ba tép thì nguyên zin hết, chưa động chạm gì cả. Đây, tép nguyên zin, vòng côn vẫn đẹp, long lanh, chưa thay côn. À, được chưa? Về thì em sẽ mở ra kiểm tra từng loa một. Mở ra kiểm tra và mở ra vệ sinh luôn. Đấy, ok nhá. Đây là phần cũ nó tép. Thì tí nữa em sẽ lật lại cho các bác xem, là lại quay tiếp. Đây là cũ nó, bát của nó này. Bát này rất là nặng nhá. Đấy. Đây còn bát của nó đây. Bát các bác nhìn cái xương này biết này. Cứ nhìn cái bát nào mà xương nó kiểu như này là xương của B3. Được chưa? Cứ xương kiểu chéo này. Đấy, xong nó cạnh này. Xương của Kineteon Celtician ý, thì của nó là thẳng tưng luôn, nó không có bát này nào. Đấy, cái này nó hơi copy của tí của Celtician nhá. Bát của nó đây. Đây nó có một cái tem QC bát này. Nói chung con này bát cũng thuộc dạng là từ to con lớn. Từ 19 có 16. Đấy. Ui nhìn thấy cả dây côn luôn này. Đấy, em sẽ quay cho các bác xem này. Thấy luôn cả dây côn. Côn của nó là côn dây đồng. Côn nó là côn dây đồng. Nhìn thấy cái côn luôn, được chưa? Côn dây đồng. Đây, và đây là cái màng của nó này. Em sẽ cố gắng quay cho các bác xem. Bát của nó đây, màng của nó đây. Đấy, ui, nặng lắm cái bát này mà không giữ là nó rơi, nó đổ ngay. Đấy, các bác nhìn thấy màng chưa? Quay nó kiểu hơi tối nha. Đấy. Bát 40 nha, gân 2 gân. Đấy. Viền nhôm không xương nhôm này. Màng này 1 2 3 4 5. Đấy, 5 chấn bụi đây. Con này đánh tiếng nên tương đối là hay. Thì về quay review này nhá, vẫn test này trong clip lần sau. Đấy. Thùng đây, bên trong thùng đây. Có một cái khoang gỗ nó đỡ tép này, các bác nhìn này. Khoang gỗ đỡ tép và bên trong là bông kiểu này. Bông rất giống của Nexo luôn. Nói chung con này là copy nhá. Đấy, copy của Nexo. Đây lưới của nó đây. Quay luôn cho các bác xem. Đấy. Lưới nổ đây. Bọc viền mút, đấy. Nhiều đoạn nó thẳng này, cong véo này, thẳng như này gọi là khi anh qua thung lũng này hả. Cái lưới này về cong vênh móp méo thì em sẽ xử lý sau bằng cách là nắn bằng tay hoặc nắn bằng búa. Đấy. Nắn bằng tay hoặc nắn bằng búa, xin nhấn mạnh với các bác là vậy. Đây cái khu vực để dán logo đây, bị bay mất logo. Trên nóc thùng thì nó có một cái thanh dây này, 1 2, cái này còn có hỗ trợ bắt thêm nỗi nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rãnh. Trên là 10 rãnh. Còn là xem phần dưới đáy của nó. Dưới đây là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rãnh thôi. Ủi ốc dưới đáy là dỉ hết này. Hãy bên em bán hàng thật không có sao các vậy. Nỗ cọc đây rất là sâu nhá. Cọc này cực kỳ sâu luôn. Đấy. Nhét ngón tay vào. Úi dồi ôi. Đây là ốc của tép nhá. Tép này thì tí em sẽ bắt lại ốc xong bắt đầu mới lật ngửa lên cho các bác xem được. Chứ bây giờ lật ngửa lên họng côn mất. Đây, thùng của nó đây. Thiết kế kiểu dạng thùng monitor này. Con này nói chung là nếu mà anh em về có lương tâm bán hàng thì nói luôn là đinh mic. Chứ còn nếu mà anh em bán hàng mà không có lương tâm, ăn tiền là chính ý, thì nó sẽ dán cái tem Nexo và hô to khẩu hiệu Nexo 15. Đấy, được chưa? Thì cặp này hiện tại em đang bán tại cửa hàng là 6.9 nhé. Giá tại cửa hàng 6.9. Nếu mà gửi đi thì các bác cộng thêm cho em 5-600 nghìn nữa là vào 7 triệu rưỡi.
7,5 triệu là cả ship gửi bưu điện, còn gửi xe nó rẻ hơn. Em nói luôn nhá, cái này gửi bưu điện là tầm 7,5 triệu. Còn nếu mà các bác gần đây mà qua đây lấy thì em vẫn để cho bác là 6,9 triệu, lấy 2 đôi thì không giảm giá nhá. Một đôi là 6,9 triệu, bát 40, định mở hết tất cả ra cơ, nhưng mà tầm này tối rồi, quay tối nó không được nét lắm, ánh sáng của iPhone 6s nó quay nó củi lắm, nên các bác hết sức thông cảm. Hàng bên em bán thật lắm, tầm này là cũng đang hết đẩy rồi, không còn đẩy nữa đâu. Có mấy con đẩy thì thi nhau đấy. Đây con tủ máy này của bác khách này, trong khi ngày mai là vẫn dùng tạm này thôi đấy. Dùng tạm tủ máy của ông bác ở trong nhà, thiếu mỗi cái bi sơn nữa là xong đấy. Vang số nói chung là đẩy mà gọi là đẩy mà chưa bán thì em không còn đấy. Đây là đặt trước tiền rồi mà chưa thấy ra đấy, ghê chưa nhá. Lưới của nó đây, nhiều cái về nó hơi cong vênh móc mép này đấy. Đoạn này là thò cái cạnh ra đây. Thùng này của nó là thùng sơn bóng giống kiểu Nexo, cực kỳ giống Nexo nhá. Anh em về xong là dán cái chữ Nexo, dán cái logo Nexo này, xong là trên góc đây hay là góc dưới này này, hay là góc trên này này, dán chữ PS 15 vào đây. Úi dồi, xong là khô hô hô cái khẩu hiệu là Nexo muôn năm, là các bác tin sái cổ mua với giá cực kỳ cát tiết luôn. Bên em bán hàng thật lắm, có sao nói vậy, mặc dù dìm hàng nhưng vẫn nói thật. Cái hậu kèn thì tí em sẽ mở ra em quay thêm một đoạn nữa nhá. Bây giờ là quay nhảy đã. Đây thùng của nó thì mặt của nó là gỗ MDF nhá, không phải gỗ dán đâu. Cái này các bác làm ISO sự kiện thì lưu ý một tí. Làm đánh full RAM được, đánh monitor được. Nhưng mà cơ bản nếu mà đánh monitor thì lựa chọn chỗ nào nó không mưa gió nhá. Che chắn đầy đủ chứ không là nó phồng tôm, nó bánh phồng tôm nó chửa ra thì đấy. Đây, ốc của nó đây. Ốc lưới này, ốc tép này, ốc tép to này cơ mà. Đấy, còn đây là ốc bát này, ốc họng kèn này. Đấy. Bên trong thùng thì như thế. Đấy, các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhé. Thì bây giờ em sẽ tháo ra, trích đoạn thêm một ngắn nữa thôi. Đấy, trích đoạn thêm một đoạn ngắn nữa thôi, tối nay đang cố đăng video. Các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nha. Đấy, các bác xem nhé. Nhìn thấy luôn cái cối nhôm này, cốt nhôm này. Đấy. Đấy, họng kèn của Nexo quay ban đêm thì trông chối quá. Kèn của nó luôn luôn là có kiểu như này, kèn Nexo, độc quyền Nexo nhá. Cái này nói chung là hàng bãi về thì phải tháo ra vệ sinh, xịt cho nó bay hết bụi đi. Đấy, và các bác xem luôn này. Đây nhá, em để tạm con ốc ở đây. Cái thép từ của nó cực kỳ dày. Đây nam châm này, còn đây là thép từ này. Rất là dày luôn, thấy chưa? Ui giời, họng kèn của nó còn đệm thêm một đống lông đen này. Họng kèn đây của nó là bằng sợi amiang, nó phết keo lại, đổ keo. Tức là đắp, nó đắp cái này. Đấy. Cái này gọi là nhựa tổng hợp thì không đúng, mà nó gọi là hỗn hợp. Vừa keo epoxy với sợi amiang để cơp kết hợp lại thành một cái họng kèn này. Họng kèn này thì nếu mà có bán trên thị trường, nếu mà kèn như này nhá, kèn này gọi là kèn 750 đi. Nếu mà có bán trên thị trường, em tự tin nói với các bác rằng nó không có tầm 500-600 nghìn một đôi họng kèn xịn như này. Các bác cứ đến đập vào mặt em. Kèn nó bằng nhựa là sợi keo nhựa nhá, keo epoxy này với sợi amiang kết hợp lại. Đấy. Đây nhìn cái sợi này gọi là sợi amiang nhá. Đấy, sợi amiang này thì nó kiểu nó hợp chất ấy, của nó là sợi thủy tinh cực kỳ độc, nhưng mà được xử lý qua và nắp vào trong loa. Sợi đi qua với cái thành phần khử độc rất là tốt rồi, nên là các bác dùng cái họng kèn này mà còn gãy được nữa thì đúng là phải là đập loa chứ không phải là dùng loa nữa, đập loa. Đã bên trong họng kèn của nó đỡ rồi này, còn thêm cái vật liệu của nó rất là tốt như này thì dùng cứ yên tâm luôn. Đây thùng của nó đây, em vừa dựng đứng lên đây. Em sẽ tiếp tục tháo nốt mấy cái loa còn lại ra. Đấy, riêng cái thanh dây trên nóc này nó mua phụ kiện là mấy trăm nghìn này. Thùng này nếu mà đóng mới tại Việt Nam thì giá của nó vào 2,850 triệu, nhưng không được cái họng kèn này đâu, chỉ họng kèn cũ xoáy thôi. Nếu mà các bác mà lăn tăn sao loa này nhìn trông này mà đã đắt thế, kêu đắt kêu rẻ thì các bác đừng nên mua. Các bác mua thành gióng chưa? Loa này thành gióng cũng chỉ tầm này tiền thôi. Được chưa? Đây là mặt sau của nó nhá. Nexo này. À đâu, PS15, quyền Nexo. Dingmax nhá. Dingmax model PS15, được chưa? Và series của nó là 01314. Đấy. Con này là 01314. Sau là có 013, 16, 013, 17, 013, 18. Thiếu con 013, 15. Dingmax này.
hậu của nó bằng một cái tấm nhựa. Nó có luôn này, cộng 1 trừ 1 cộng 2 trừ 2, như cái này đâu cũng cộng 1 trừ 1 nhé. Về thì nó nguyên bản là cộng 1 trừ 1 thôi. Nó ghi là cộng 1 trừ 1 là súp này, cộng 2 trừ 2 là nói mà HF. Nhưng có phải đâu, không phải là cộng 2 trừ 2 là HF, mà là cộng 1 trừ 1 nó kêu hết luôn. Hàng kiểu copy active, passive. Đấy, nếu mà cái này mà là new trick xịn của nó là cắm ở đây là cộng 1 trừ 1 là bát, cộng 2 trừ 2 là tép. Nó có luôn cả mạch, nó ngắt luôn. Đấy, có luôn cái cơ cấu, nhưng đây là cái kiểu là hàng copy này, là cắm ba cái này như nhau, em mở ra em xem rồi, ba cái như nhau, ok nhá. Thì các bác nào có ném đá thì ném nhiệt tình vào nhá. Còn các bác nào đang cảm thấy phù hợp, anh định mua thì mua nhanh còn kịp, có 2 đô thôi, giá rất rẻ, 6.900.000 một đôi giá tại cửa hàng, và tính phí ship mà gửi bưu điện hoặc gửi Viettel Post thì các bác cộng thêm cho em 600.000 nữa, em hỗ trợ tối đa. Đấy, nói chung đôi loa lãi được vài trăm nghìn thôi, không lãi được nhiều đâu. Đẩy đóm thì lãi được nhiều tí, còn gọi là lấy công bảo hành, nhưng còn loa vài trăm nghìn thôi. Chả may về mà nó nỗi bát chết bát là hỏa, không lãi được đâu. Đấy, ok, các bác nào quan tâm hẹn trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip test ở ngày hôm sau. Chứ hôm nay muộn quá rồi, không test được. Tầm này là phải tháo ra vệ sinh đã test xong. Ok các bác nhé.